Máy điện thoại à? Điện thoại của em hay của anh? Thank you.
À, chú tên là gì hả chú? À, chú tên là gì hả chú? Chú nó không làm tên tôi không? Chớm qua cái là nó tôi mỏng nữa. Kiến trúc của cái nhà này là nhà thờ của chú Lâm, dạ. Hay còn gọi chú Lâm Suki, ở Cai Lậy, Tiền Giang. Vâng. Thì nhà này là lối đục và lối cơ bản là theo lối cổ truyền của Bắc Bộ. Vâng. Nhưng mà thiết kế để cho rộng rãi, thoáng mát hợp với con người và khí hậu miền Nam. Vâng. À, giới thiệu với các bác thì đây là anh Thạch là chủ. Anh người thiết kế, đấy, thiết kế và thi công. Vâng, thì đây hôm nay thì em Chiến may mắn được anh Thạch dẫn đi tham quan và giới thiệu cùng với các bác một cái kiến trúc rất là độc đáo, văn hóa của con người Việt Nam các bác. Ok, bây giờ thứ nhất đây là nhà mà bằng gỗ ấy. Vâng. Chỗ nơi mình thờ tự ấy, thì thứ nhất là bằng gỗ là nó ấm cúng hơn. Vâng, ấm cúng. Đấy. Nhưng mà sau này là cũng là cái của để lại cho con cháu đời sau. Vâng. Thì nhà này thì anh làm cách đây 4 năm rồi. Vâng. Và bây giờ anh đi thăm lại công trình cũ. Nhà này thì được làm bằng gỗ đỏ. Gỗ đỏ. Ba chi. Vâng. Thế thì nhà này thì anh thiết kế là lối đục chạm vì là của cổ của Bắc Bộ. Vâng. Không gian thì anh cải tiến đi để làm sao cho nó vừa cho nó hợp với người miền Nam. Thứ nhất là ở nhà Bắc Bộ là cái cột nó dày nhỏ quá. Thế cho nên cái không gian ở nó không, diện tích mà sử dụng nó không được nhiều. Thế sau đó anh lấy của Bắc Bộ thì anh thiết kế ra cho nó rộng, nó cao. Thế nhà này gọi là nhà cổ lầu. Nhà cổ lầu. Có nghĩa là kẻ truyền của cổ lầu là nó có hai lớp mái, mái trên và mái dưới. Thế còn cửa thì anh cũng thay vì làm cửa bức bản thì anh làm cửa hiện đại để mở nó ra nó được rộng. À, mở cửa hiện đại nó sẽ gập như này đúng không anh? Đúng rồi, đây như như mở hết mặt những cánh ra mà. Vâng. Ồ, anh Thạch ơi, anh có thể giới thiệu qua một chút cái công trình này, nó đã làm trong khoảng bao lâu? Đấy, công trình này thì gỗ như thế nào anh? Công trình này thì gia đình mua gỗ. Vâng. Thế còn là anh thi công. Vâng. Thi công cái này là nó vào khoảng 6 tháng. Lúc thi công đến lúc hoàn thiện. Vâng. Thì ở đây toàn bộ là gỗ đỏ hết. Vâng. Còn tất cả lục như này thì là anh tứ quý tùng cúc trúc mai theo ý kiến của chủ nhà. Vâng. Còn nếu lục thì nó có nhiều kiểu lục, nhưng mà mỗi người thích một kiểu, người nào kiểu thích hình thức như nào thì mình theo đi nhé. Vâng. Tùng cúc trúc mai. Đúng rồi. À. Ở đây cái cửa này đây sợ. Sợ gió. Gió. Chứ còn nước mỏng manh hết là đấy. Đấy. Ví dụ như là tùng cúc trúc mai đấy. À thế đây. Thế còn đây cửa hiện đại nó khác với cửa kia là mình mỏng ra cả một cái luôn. Còn ví dụ như mà nếu mà làm theo cổ truyền Bắc Bộ mà làm cửa con quay thì nó sẽ hẹp hơn. Vâng. Thế còn là đây ở trong cái phòng thờ thì anh cũng làm theo lối đá Bắc Bộ. Đá Bắc Bộ. Nhưng mà làm ba bàn thờ. Thế còn ở đây cái nhà nó khác với nhà Bắc Bộ là nó cao là một, nhưng cái thứ hai là nó lấy được gió được sáng ở đây nó rất mát. Gió trên này xuống. Đúng rồi. Thế nó gọi là trên này nó gọi là cổ lầu, nhà này nó gọi là kẻ truyền con chồng. Kẻ truyền con chồng. Anh có thể chia sẻ về những cái trạm khác ở trên này này anh ạ? Thì cái trạm khác ấy, thì nó tùy theo gia chủ. Thế còn mình vẫn làm cái bức hoành vi kia là vẫn Đức Lưu Quang. Vâng. Thế còn bây giờ là gia chủ cũng thích ghi chữ là do gia chủ. Hoặc câu đối cũng do gia chủ. Thì đây là câu đối rời. Thế còn nếu mà thích làm câu đối liền thì mình phải làm cái cột nó to ra. Sau đục liền. Em mình cũng nhận. Còn đây là câu đối rời. Câu đối rời. Là uốn gỗ cong nhau chiều nó. Thế thì khi anh làm đây thì anh làm đây. Nói chung là khu vực này là anh làm hết luôn. Vâng. Từ ăn chứ. Từ kể cả làm ghế. Hôm nay lâu về đi xem lại. Thì bắt đầu đến sang năm là năm thứ tư thứ năm rồi, cũng đến lúc là phải
tuốt lại sơn. Vâng. Tại vì lúc khi làm là gia chủ gấp quá, cho nên là qua thời gian nên những cái nhựa cây bên trong hơi hơi bùn bùn ra đấy. Vâng. Sang năm tuốt lại cái là coi như là một điểm. Gỗ thì thường lại anh làm cái màu thảm chỉ là cái màu thế, chứ anh không bút phun màu. Nguyên màu luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là cái cây nó màu như nào là anh để nguyên cái tự nó xuống màu và sẽ đẹp hơn. Cái cột này thì nó đường kính nó dài như nào anh? Cái cột này là đường kính 39. Kính 39. Ờ, tại vì chủ nhà thích số thần tài, 39 là số thần tài. À vâng. Cái cột trước này thì cao thì nó tổ 36. Cái này cột là anh nhớ không nhầm nó 5m7. 5m7. Ờ, nó từ nền này đến đất mà nó là 7m mấy. Vâng. Nhưng mà cái cột này là cũng nhất. Em thấy bảo được là có nhà này khác không? Khác cái thứ nhất từ pin cột này đến pin cột này nó là 5m3. 5m3. Thế còn thường lại cái nhà Bắc Bộ là người ta làm một hàng là 6 cột. Nhưng mà cái khoảng cách của cái chỗ giữa là người ta chỉ làm dám làm đến 4m, 3m9. Đúng không? Thế là cho nên là khi anh em mình vào nói không gian nó cột cột không? Thế đây em vào đây em thấy không gian nó rộng, rất là thoáng. Ừ. À, mà em thấy từ cái thiết kế ở trên này luôn. Thì cái này nó vừa lấy sáng. Đấy, lại vừa lấy gió. Đây, bây giờ bình thường như nếu em vào những nhà gỗ bình thường nó tối. Cái nhà này thì cực sáng. Vâng. Mà đây hôm nay có ít gió chứ bình thường gió nó lùa vào cũng toàn bộ là gỗ đỏ nhìn nó thế còn mát. Anh làm thì nhiều nhà, nhưng mà ví dụ như là chủ nhà thì ví dụ như lên ý tưởng thì cho chủ nhà rồi giới thiệu công năng của nhà. Vâng. Thì có thể là người chủ thích kín hoặc người chủ thích thoáng hoặc là cũng có thể người chủ thích to rộng, đó là do ý kiến của chủ nhà. Vâng. Còn làm nhà gỗ thì nó có mấy lối kiến trúc. Kiến trúc thứ nhất là Bắc Bộ, hai là kiểu Huế. Vâng. Rồi cái thứ ba là kiểu miền Nam, người miền Nam người hay thích dùng nhà kèo. Ừ. Thì nó chi phí nó rẻ hơn. Còn đục đẽo này thì chi phí nó mắc hơn. À. Thế còn nếu mà làm theo kiến trúc mà của Trung Quốc nó lại nhập nữa thì nó lại khác nữa. À. Nó lại chi tiết nó lại nhỏ nhãn hơn. Thế còn làm theo cái lối này thì anh mang giữa Bắc và miền Nam, những người miền Nam thì người ta thích rộng, rộng cao thoáng nhưng mà vẫn đủ chặn cho lối miền Bắc luôn. À đấy em thấy kẻ truyền ấy. Kẻ truyền con chồng đúng theo lối miền Bắc. Kẻ truyền con chồng. Ừ. Thì anh có thể giải thích một ít về cái từ mà kẻ truyền con chồng nó như nào ấy? À. Cái nguồn gốc hay là một cái lịch sử đó? Cái nguồn gốc của người miền Bắc là hay nói là kẻ truyền kẻ con truyền. Chồng. Ví dụ kẻ là cái kẻ hiên này. À kẻ hiên này. Nó truyền thì thường lẽ là người miền Bắc người ta không thiết kế cổ lầu là nó không có ô thoáng như đấy thì nó sẽ truyền lên quái văn luôn. Thế còn bên này ví dụ như là bên này những cái kia đấy gọi là con chồng như nào? À con chồng. Nó nghe như kiểu là cái vợ chồng cái gì đấy nhưng mà thực ra là chồng đây là chồng lên. Chồng lên. Chồng lên nhau. À anh Thạch ơi, cái khi mà làm cái nhà thờ như này cái điều gì mà nó quan trọng nhất anh? Quan trọng mới là từ khi khâu chọn gỗ, chọn gỗ mới là người thợ phải có tâm. Vâng. Ví dụ bắt đầu từ cây gỗ tròn chuẩn bị xẻ cột hoặc xẻ keo hoặc là xẻ quá gian. Vâng. Thì là phải đánh dấu cái gian chính. Ừ. Và gian hai bên này và chính giữa. Gian chính giữa là thờ Phật. À thờ Phật. Thế còn gian ví dụ như là theo tục lệ tả là thờ Lội thì mà tay trái thì là bên Lội, bên phải thì là bên ngoại. À. Nhưng mà theo cái đấy là tùy theo gia chủ. Vâng vâng. Một bên là thờ Lội, một bên là ngoại. Giữa là thờ Phật, một bên là thờ bên ngoại, một bên là thờ bên nội. Đúng rồi. Ồ. Thì là ba gian. Còn nếu mà cẩn thận nữa thì nhiều nhà thì người ta lại đề nghị thiết kế cái vách hông giữa ban thờ Phật và ban thờ gia tiên. Tức là cái vách ở chỗ này đúng không anh? À, ở trong. Ở trong, bên trong này. Đấy. Nhưng mà nó cũng quan trọng tại vì nó đã riêng biệt rồi thì cũng không chi phí thêm. Ở đây có câu đối là phúc sinh phú quý gia đình thịnh. Cái câu đối này nó học cho gia đình. Vâng. Là học từ ba đời đổ xuống. Lập ông tiến vinh hoa tử tôn hưng. Anh
anh Thạch có thể giải thích một ít về cái câu đối nào? Câu đối thì rộng lắm, nghĩa rộng. Ví dụ như là câu đối mà nhà thờ tổ nó khác, à, còn nhà thờ họ nó khác nữa. Đây là nhà thờ họ ấy. Đây là nhà thờ nếu như phương làm cho chú Lâm là gọi là ba đời thôi. À, ba đời. Thì nếu như ngoài Bắc thì mình là phân chia là họ thì chi, họ là phải lớn là phải mấy đời, dạ, chi ba đời gọi là nhà thờ. Thì câu đối thì nó phụ thuộc theo cái nhà đấy. Vâng. Ở đây là em thấy có một cái bộ sập chiếu ngựa này. Cộng sắp thêm một cái bộ của bàn ghế. Thì bây giờ sập đây là sập gõ ba chi. Vâng. Ừ, sập gõ ba chi. Ba chi thì nếu mà biết chơi biết là nó mắc. Cũng là nó mắc mà ít. Xuống đây 30 phân. Ra ở bên trước em cũng lắp xuống 30 phân rồi không? Thôi. Thôi rồi ấy vậy. Bây giờ mình anh Thạch có thể dẫn em cùng với bác tham quan lại một lần nữa ngôi nhà này. Anh Thạch nhận sẽ vào phía bên trong này. À, anh Thạch ơi, có một cái câu hỏi như này. Tức là bây giờ đời sống càng ngày càng hiện đại, thì những cái tầng lớp con cháu như bọn em chẳng hạn, thì nếu như mà không giữ được cái nét văn hóa nó sẽ mai một, thì anh có cái nhận xét gì hay là có cái điều gì mà chia sẻ về cái việc mà giữ cái ngôi nhà tiếp tục? Thì anh cũng đã nói nghe. Vâng. Ví dụ trong cái nếp sống hiện tại hay là ngày xưa ấy, thì bây giờ ấy, thì có những nhiều người ta có những kinh tế thì nên giữ lại cái gì xưa cũ, cái tính ngày xưa cũ, thì các cụ ngày xưa thì hay làm bằng những cái chất liệu gỗ tự nhiên, thì bây giờ mình cũng làm như này thì nó có một cái gì đó xưa cũ để nhớ cái mùi bụi. Chứ còn bây giờ chú bảo tiền ba tiêu bao nhiêu chả hết, nhưng mà làm cái này thì là nơi con cháu và hộ tụ. Còn chưa nói ví dụ như là em với người ngồi nói chuyện chú Lăng, từ lúc làm cái nhà thờ xong chú khỏe ra. À, khỏe ra. Mà tự nhiên lông mày không biết phải mọc rộng tốt ra. À, phúc khí thấy hay. Đúng rồi, cái khí của mình đúng không ạ? Đúng rồi.
hay như thằng em lấy cũng vừa nói chuyện này, con chú Lâm này nó cũng làm càng ngày càng phất. À đấy, càng ngày càng phất tức là phù hộ. Đúng rồi, thì có tín ngưỡng một tí chứ, tín ngưỡng. Rồi em cũng quen quen đi, có gì thì hỏi anh. Vâng. Ở lúc anh thì như anh chia sẻ về cái mẫu nhà, tức là cái phương án bao nhiêu. Thì anh nói em ấy, nó khác biệt ở miền Bắc như miền Nam, nhưng khác biệt ở những tất cả các nhà của anh hay quay. Thì cái tin cột này, hay tin cột này anh lấy tin hơn 5 mét, 5 mét 3 cái mấy phân. Thế còn thường lệ là người ta chỉ có làm tin từ tin cột lọ sang tin cột kia, kia nhà nào rộng nhất là 4 mét, 5 mét 2. Thế thì anh làm đấy, anh có nói với em chủ nhà, nếu làm theo đặc trần xì của ngoài Bắc ấy, thì nhà một rất lùn, rất lùn. Thứ hai nữa là nhiều cột thì là tốn gỗ tốn công. Cái thứ ba là cái công năng sử dụng nó chật. Đấy em thấy không? Nó rộng mênh mông. Ở đây em thấy là có, đây là ba gian chính đúng không anh? Ba gian. Nhưng mà tại vì khuôn đất nó có hạn. Còn nếu mà chính là mặt nhà thờ mà khuôn đất mà không có hạn thì cũng như gian giữ này là 3m4. À 3m4. Gian rìa 2m75. Thì nó hết đất. Còn nếu chính ra là ba gian mà đều 3m2 mà cộng thêm mà nếu có điều kiện đó mà đất nó rộng nó làm thêm hai cái trái nữa. Nếu mà người hai trái bên này đúng không? Ờ đúng rồi, mà người miền Nam ấy là thích làm trái là gì? Là cái trái đấy, cái trái ở bên ấy là mình kê, nếu mà dỗ chặt mình kê mỗi bên được 4 cái bàn tròn. Vâng. Cộng đằng trước thì nếu mà đọc nhà thờ không mà nếu mà làm ba gian hai trái thì có thể là nguyên nhà thờ là các cụ ở đây ngồi đã được 3 bàn 4 bàn, cộng thêm mỗi trái mỗi bên ngồi 4 bàn nữa, rồi nghiêng này ngồi mấy bàn tròn nữa. Thì bình thường một đám dỗ là khoảng 12 bàn là ok. Nó làm ba gian hai trái 12 bàn. Ở đây là em có thấy một đôi lục bình này. À, lục bình thì bằng gỗ đỏ luôn đúng không? Đúng rồi, nhà anh Phương này là trần xì một loại gỗ. À, một loại gỗ đỏ hết. Gỗ đỏ nhập khẩu Nam Phi đúng không nhỉ? Đúng rồi. Toàn bộ là gỗ đỏ hết. Toàn bộ là gỗ đỏ. Ừ. Tại sao lại để hai cái lục bình ở hai bên này? À, nếu mà về phong thủy, chữ vâng. Lộc và chữ bình. Vâng. Lộc là phúc lộc, bình là bình an. À. Cho nên là trước cạnh ban thờ ra tiên hay là Phật thì người ta hay để hai cái lộc bình. À. Lộc bình là thể hiện cái sự lộc phúc lộc bình an, à, phúc lộc bình an. Ừ. À, và để ở trước bàn thờ gia tiên này hoặc là đây là bàn thờ Phật hoặc là để hai bên cũng được. À bàn thờ Phật. Ở đây là em có thấy là những cái thiết kế này có sự kết hợp của hiện đại, tức là có cửa kính này, à, có cái quạt, tức là hiện đại kết hợp với gỗ. Thì cái phong cách này người ta có sử dụng nhiều hơn nhất là nếu mà mấy cái nhà kia anh đi led ở trên nhưng mà nó chói lên nữa. Vâng. Nhưng mà cái nhà đấy thì thường lệ là theo chủ nhà. Thế còn cái quạt này nó vừa là trang điểm vừa là gió. Chứ bình thường nếu nhà cổ lầu đấy mà mấy cái hôm mà hơi gió tí là chỗ này nó hút gió lắm. À. Tại vì hôm nay nó im gió. Vâng. Thế còn cái nhà này tại sao anh Phương anh chủ nhà là anh thích làm cái cửa nhôm kính? Thứ nhất ấy, là nếu là cửa gỗ mà lùa thì nó rất xấu mà nước mưa nó sẽ té vào. Vâng. Tại vì cửa lùa bằng gỗ nó phải có khe hở nhiều. Vâng. Thế cho nên mở ra ấy, thì là bị vào đất nhà người ta. À. Nó cận đất rồi nó cho là anh phải làm cửa nhôm. Vâng. Lý do làm cửa nhôm là như thế. À, chứ thực ra là không muốn làm cửa như này. Đúng rồi, thì ví dụ như cửa gỗ mà em để lùa thì nó có khe hở sợ làm nước. À. Nếu mà mở sang ấy thì bị vào đất này người ta. Vâng. Cái cửa gỗ mà đẹp thì phải mở ra. Thế còn đấy, sau đó, tính tại thì các bạn mới làm cửa nốt. Ờ. Lý do cho đấy. À, nó đều có lý do hết. Chứ còn bình thường là sẽ làm bằng tất cả bằng gỗ ấy. Cái nhà ngang chuẩn bị là 10m30. 10m30. Chuẩn bị được. Ờ. Thế cho nên không gian này thiết kế vừa vặn như vậy. Vừa vặn luôn. Thế còn ở trên này là nhà thờ, dưới là đường đi lại, nấu ăn ở dưới, ăn uống chơi ở dưới. Ở dưới là anh làm cái người đi xuống mà. À. Chứ còn nếu mà nhà thờ mà đẹp mà có điều kiện mà làm, mình làm này mà làm nơi con cháu để vui chơi thoải mái, làm ba ra hai trái,
có nghĩa là chiều ngang nhà thì nó tầm khoảng 15-17 mét này. Còn cái nhà này thì chiều sâu nó đang là sâu, nó sâu từ phủ bì giọt danh ấy, là 10 mét rưỡi. Ừ, chiều sâu. Nhưng mà nhà này có 4 cột, là một hàng 4 cột. Còn nếu mà một hàng là 6 cột thì nó sẽ bí. Em đi quay nhiều rồi, em biết đấy, nhiều nhà gỗ cột cứ bí dí chứ biết vào hướng hết cột. Vâng, chặt lắm. Thế còn ở đây mà giải trí ốc đặt bàn nó rộng mênh mông, nó đâu có vướng gì đâu. Đấy, ví dụ cái khôn ra gian ghế này chẳng hạn, nên là để thế nào mà nó không có vướng cột. Thế em cứ xem là tin một này sang tin một kia hơn 5 mét. Đúng rồi, khi mà em bước vào em cảm nhận là không gian rất là thoáng, rộng và thoải mái. Đó. Thế là hai. Thế còn thích lại cái cửa kiểu này thì cũng thế. Cái cửa mà làm theo lối bắc bộ là kiểu cửa con quay á, cứ quay dọc này thôi. Người mình làm thì người ta lúc nào mà có việc thì người ta bùng ra hết, nó rộng. Vâng. Còn cái tim liên này anh làm tim cột này xuống tim cột này là 2m08. Còn nếu muốn đẹp lên thì tim cột này ra tim cột này rộng thêm được khoảng 3 phân nữa, cực đẹp. Ví dụ như người ở trong trường ta người hay nhậu thì để bàn tròn nó cũng vướng gì hết. À đúng rồi, cái bàn tròn được tính được từ đường ngắt tư. Vâng, thì nếu mà làm rộng thêm 3 phân nữa thì ngồi vô tư, thì ví dụ như bí có thì dãy này cũng ngồi nhiều. Thế còn tinh cột này nó ngắn thì chỉ để một bàn tròn này, một bàn tròn kia. Vâng. Ba gian hai trái thì cái trái bên hông này là nhiều. Ba gian hai trái đúng không? Hai bên này đúng không? Ừ. Thường lại nếu mà nhà thờ mà đẹp thế là ba gian thì là vẫn làm vách bằng gỗ. Nhưng mà cái trái bên này thì nó cũng nặng, là cái không gian mở thế này chẳng hạn. À. Rồi. Thì nó sẽ cực đẹp. Thì cái không gian mở thế này mà lại làm rộng ra 30 phân thì mỗi một trái một bên là để 4-5 bàn. Thì nguyên hai bên trái là để 10 bàn. 10 bàn. Còn chưa nói là người thường niên rồi. Thế cho nên là khi anh gặp anh Phương chủ nhà thì anh mới bảo là thạch thiết kế như này nó không có cầu kỳ quá, không có mang tính bắc bộ quá mà lại thoáng. Kéo xuống. Cái này kéo xuống như nào đây? Như có một giây hay sao? À đâu đây này. Đầu gốc. Ví dụ quan trọng nhất là cái gốc.
Khi bắt đầu lên từ cây gỗ tròn mình mới biết cây nào là gốc, cây nào là ngọn. Thì bây giờ ấy, là ví dụ như ngày xưa anh làm bất kể cái nhà nào ấy, là ví dụ trước khi anh xẻ cột anh phải đánh chữ gốc. À đánh chữ gốc. Gốc thì phải ở dưới, ngọn ở trên. Thế còn ở trong hóa gian như thế, gốc là phải ở trong, ngọn là phải ra ngoài. À gốc ở trong ngọn ra ngoài. Thế còn cái kẻ này chẳng hạn, gốc phải ở dưới, ngọn phải lên trên. Thấy không chưa? Hay quá. Trong cái nhà này là quan trọng là không chọn gốc, nó là hoành, hay còn người Việt Nam hay gọi là đòn tay, là cái bé bé này thì đòn tay. Thì là mình không chọn gốc dễ thôi. Còn cơ bản nhất là từ cột là không thể. Vâng, rất ok. Hay quá. Ok, rất là cảm ơn anh Thành vừa rồi đã cho em được tham quan một ngôi nhà thờ cổ, nhà thờ đúng không? Nhà thờ. Thì đây là một cái nhà thờ kẻ truyền con chồng và cổ lầu. À, cổ lầu. Cổ lầu là nó thêm cái chỗ cổ kìa. Nó hở. À. Hai lỡ mái. Đấy. Nếu như mà các bác đang xem video đến thời điểm này, mong muốn là mình cũng có một nhà thờ như này, thì có thể liên hệ tới anh em sẽ liên hệ với anh Thạch để làm sao tư vấn cho các bác có một nơi thờ cúng linh thiêng, giúp cho khí vượng của mình trở nên tốt hơn, giống như là câu chuyện hôm nay anh Thạch vừa chia sẻ tới các bác đấy. Thì bây giờ thì anh em sẽ xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chào các bác nhé. Vâng, anh ơi. Cảm ơn anh Thạch nhá. Ok. Ôi giời. Đấy, kết thúc. Chán rồi. Người ta đi mày.